Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Đầu video xin chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Hôm nay xin giới thiệu với mọi người một căn nhà mặt tiền đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10 đang có nhu cầu bán. Căn nhà này thuộc địa chỉ số 35 BC đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10. Đang cho phòng khám đa khoa Hà Đô thuê với diện tích là ngang 8 và 20, công nhận 157m2 và với kết cấu là một hầm 8 lầu. Nhà đang cho thuê là 13.400 đô một tháng thu về, hợp đồng còn 3 năm, sổ hồng cá nhân đứng tên, không thế chấp hay là cầm cố. Giá chủ đang chào là 115 tỷ, còn thương lượng trực tiếp với chủ. Vị trí rất là đẹp, gần vòng xoay đường 3 tháng 2, cách mạng 8 và Võ Thị Sáu. Cô chú anh chị nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em để xem thêm giấy tờ cũng như là trao đổi thêm về giá, phương thức thanh toán. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp. Xin chào.